Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em một lít đồ anh em nhé. Hôm nay sẽ có một cái loa gọi là dòng loa vi tính cho thằng Bow anh em nhé. Loa vi tính của Bow, một trong số những cái mã Combination 1 anh em nhé. Cực kỳ hay luôn. Và riêng cái mã này thì nó gọi là vua của những cái phòng diện tích khoảng tầm 20m² trở về anh em ạ. Nó đánh đúng theo đậm chất âm của Mỹ luôn. Đấy, một vài bộ dàn mini nhá, một mã Onkyo ổ cứng này, tích hợp bên trong ổ cứng 250G, cực ngon luôn. Tiếp đến bên này thì sẽ là một mã gọi là Kenwood đời cao K505 chơi Bluetooth. Và cái mã shot của ngày hôm qua mình chưa quay này, đây chính là cái con Victor W7 anh em nhá, DVD. Tí mình sẽ quay luôn. Rồi, trước vào video anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhá. Anh em chơi sản phẩm nào cứ hú mình và Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Bắt đầu vào sản phẩm đầu tiên thì hôm nay về được một mã túi da duy nhất anh em nhé. Hôm nay chỉ có mã túi da duy nhất này thôi. Một trong số những cái mã túi ngang mà hình thức thì rất là đẹp. Và xin cam kết với em, tất cả những cái đồ da mình bán ở nhà mình ra đều là da thật 100% anh em nhé. Đây, tất cả các thớ da nó cực kỳ đều anh em ạ. Hàng này thì nó sẽ là hàng công ty chưa được đóng logo, anh em lưu ý một chút như thế nhá. Nhưng mà chưa một anh em nào nhận những cái mẫu túi này mà chê được anh em ạ. Tại vì cái chất da của nó quá ngon mà nó rẻ, quá rẻ so với tầm tiền. Cái thẻ da nó đây anh em nhé, nét con bọ lẹt luôn anh em ạ. Đấy, các cái móc khóa cũng đều là da hết anh em nhé, móc khóa đều da. Và cái khuôn túi cứng này đều sẽ được bo những cái viền cứng anh em nhé, nó làm cho cái form túi của anh em mình luôn luôn giữ form, không bị mất form bao giờ. Bên trên này thì nó sẽ có quai sách anh em nhìn này. Đấy, các cái chốt đinh của nó rất là nét luôn anh em nhé, các chốt đinh nét tăng vẻ sang trọng, anh em mình đeo sẽ rất là nét như này. Ôi chưa, con này sẽ có bao nhiêu ngăn, nó sẽ có 1 ngăn 2 ngăn 3 ngăn 4 ngăn, và phía sau này 1 ngăn nữa sẽ là 5 ngăn. Ôi chưa, đấy anh em nhìn cái miếng da của nó như thế này thì làm sao mà nó không xịn được, đúng không? Cái khuôn túi nó làm nét như thế này, dây con này sẽ toàn bộ là dây rủ bóng hết anh em nhé, rất đẹp luôn. Đấy, riêng cái mã túi này thì hiện tại bây giờ mình nghĩ là mình bán gọi là rẻ nhất thị trường rồi. Tại vì khi mà anh em mình mua một con túi da thật mà ngon như thế này anh em nhé, và ở store bên Nhật thì nó rơi vào khoảng tầm gần 4 triệu anh em ạ, 3 triệu mấy đấy. Còn ở Việt Nam thì những cái con túi này nó cũng phải tầm gọi là da thật thôi anh em nhé, da thật thôi thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 2 củ đấy, tầm tầm đấy. Còn lại thì những cái mã hàng Nhật này thì không có anh em ạ, mã hàng Nhật này thì không có anh em nhá. Đây, nó móc khóa này. Rất lét luôn, nghe chưa? Các lớp lót bên trong anh em xem nhá. Này, nó lót đẹp như này mà, đúng không? Nét con bọ lẹt luôn. Đấy. Và quan trọng nhất là mức giá con này hiện tại mình để cho anh em giá bao nhiêu. Bình thường con này thì nó rơi vào khoảng tầm 850, nhưng mà trên video ngày hôm nay thì mình xin phép để cho anh em con này chỉ có 750.000 anh em nhá. 750. Và kích thước Sơn sẽ đo cho anh em. Con này chiều ngang sẽ được 26 phân này, chiều cao của nó sẽ là 21 phân anh em nhá. Tính cả là 21 phân. Đấy. 26 x 21. Và giá hiện tại chỉ có 750 thôi, và em Sơn nó sẽ lên form cho anh em để xem con túi này có ngon không. Rồi. Rồi, anh em sẽ xem được cái mẫu túi này. Con này thì đi học, đi làm, đi chơi đều rất ok anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Form túi nét luôn anh em ạ. Riêng cái mẫu, những cái mẫu túi của Nhật thì mình đánh giá là nó làm form rất đẹp anh em nhá. Kể cả không để đồ nó cũng không bị mất form, khá là ok. Rồi, 750 con túi, cảm ơn anh em. Tiếp đến đây thì sẽ là đống tai nghe anh em ạ. Hôm nay sẽ có mấy mã tai nghe anh em nhá. Con đầu tiên mình giới thiệu đây anh em, đây là một trong số những cái mã tai nghe mà gọi là phải khá là hot anh em ạ. Con này nó là dùng Sơn cầm anh cái. Đây. Con này là một trong số những cái mã tai nghe nó thuộc cái series Islandwear anh em nhé. Islandwear tức là giống như kiểu là cái tai nghe series mà anh em đã xem phim Island chưa? Cái phim mà người ngoài hành tinh ấy, thì đây chính là một cái mẫu tai nghe thấy anh em nhé. Đấy. Star Wars. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Nó rất là đẹp anh em nhé. Nếu mà anh em mình thoạt nhìn nó sẽ giống như kiểu một con robot anh em. Cái mặt của một con robot. Đấy. Khi em mở ra thì anh em sẽ thấy toàn bộ cái phần ở trên nắp tai này sẽ được in các cái tiêu chuẩn châu Âu được tích hợp sẵn trong này anh em nhá. Và củ loa con này này, con này xin lỗi anh em nhá, mở ra đã. Chân sạc sử dụng sạc Type C này anh em nhá. Hàng về thì nó sẽ không có bốc, nó chỉ nguyên như thế này thôi. Nhưng quan trọng là mức giá nó cực kỳ ngon anh em. Hàng này hàng mới chưa qua sử dụng anh em nhá. Củ Hausen nó đây. Anh em mình nhìn cái củ loa nó sẽ khá giống thằng AB3, tức là thằng AirPods 3 anh em. Đấy. Anh em nhìn nhá. Cái củ loa này nó sẽ được thiết kế công thái học và nó là cái dòng gọi là earbud chứ không phải loa in-ear. Đây, các cái chỗ thủ thơ của nó này anh em nhìn thấy không? Lòng màng này sẽ là màng carbon anh em nhé. Chất âm con này thì mình đánh giá là một trong số những con mà chất âm nghe nhạc acoustic rất hay luôn anh em ạ.
Đấy, tuy con này nó sẽ không nhiều bát được như những cái con mà gọi là tai nghe con đúng cao su, nhưng mà bù lại anh em mình sẽ có một cái tai nghe anh em mình đeo vào tai rất là thoáng tai, dễ chịu, nghe được đa dạng dòng nhạc với con mic rất là ngon. Con này thì nó sẽ hỗ trợ anh em cả cái chế độ chơi game anh em nhá. Có chế độ game mode để anh em chơi game và chế độ music mode để phục vụ anh em nghe nhạc. Anh em chỉ việc gõ mấy lần vào tai thôi, tất cả các thân nó sẽ cảm ứng này anh em nhé. Phần thân nó sẽ cảm ứng nách bài, tăng giảm âm lượng, nghe đàm thoại thứ là ở trên. Và mỗi bên tai nghe nó sẽ là một con mic riêng biệt. Đấy, pin con này thì sử dụng liên tục được khoảng tầm như hãng công bố là từ tầm 4 đến 5 tiếng anh em nhé. Nghe liên tục, còn anh em mình sử dụng cả hộp sạc nữa thì con này sạc được hình như 3 lần nữa anh em ạ. 3 lần 3, 4, 12, khoảng tầm 20 tiếng, 20 giờ cho con tai nghe này anh em nhé. Giá hiện tại con này thì cực kỳ tốt, hiện tại chỉ có 680 ngàn. Anh em ạ, 680 ngàn cho con tai này. Chất âm thì bao ngon cho anh em. Với những anh em không thích đúng cao su thì đây là một cái lựa chọn rất ok cho anh em. Anh em nhá. Rồi, tiếp đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy cái mã sao co màu đen này thì rất lâu rồi mới có hàng anh em nhá. Và hôm nay mình sẽ về được 2-3 chiếc anh em ạ. 2-3 chiếc. Con này thì hàng đấu giá 100% ở bên Amazon của Mỹ về anh em nhá, chứ không phải hàng trôi nổi đâu. Sao co là một cái thương hiệu đồ âm thanh của Mỹ anh em nhá. Đấy, nó thuộc trực thuộc cái công ty lớn là công ty Anker. Cái tai nghe đây anh em nhá. Con này sẽ có một chế độ là chế độ bắt up anh em ạ, là một trong số những cái gọi là cái nâng cấp ở trong cái chế độ equalizer của tai nghe. Và nó cho anh em một cái chế độ bắt rất là căng anh em nhá. Tích hợp 22 chế độ chỉnh equalizer trực tiếp ở trên điện thoại cho anh em mình. Tức là anh em mình cài ứng dụng sao co điện thoại vào chỉnh equalizer luôn. Chống nước chuẩn IPX5 cho anh em. Tiếp đến bên này là sẽ là 30 giờ sử dụng liên tục anh em thấy không? 30 giờ là quá đẳng cấp luôn anh em nhá. Đây, củ driver sẽ được trang bị là củ driver 1cm anh em nhá. Đây, với các lớp màng của nó đây, nó thể hiện ở đây. Anh em nhìn này, 3 lớp luôn anh em nhá. Phía sau này, con này thể hiện cái gì? Con này là hàng xuất cho cả thị trường Ả Rập, nó sẽ có phần chữ Ả Rập ở phía dưới này anh em nhá. Đấy, thị trường Dubai các kiểu đấy. Thì con này nó được trang bị củ loa 10mm này với cái power full sound anh em nhá. Nó cho chất bass cực kỳ căng. Con này thì một trong số những con mà mình không có điểm chê gì ở chất bass, nó đánh rất là đẹp tiếng anh em nhá. Tiếp đến là khi anh em mình nhấc tai ra khỏi hộp sạc ấy, thì anh em mình sẽ có 10 tiếng sử dụng liên tục. Và dùng cả hộp sạc thì sẽ là 30 tiếng, một con tai pin trâu nhất mà mình từng bán anh em nhé. Tiếp đến đây là sẽ là công nghệ AI anh em nhé, tích hợp trong cả con hai con mic ở mỗi bên tai. Tức là con này nó sẽ tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo đấy, để anh em mình nó lọc bỏ tạp âm các kiểu để anh em mình có một cuộc đàm thoại nét nhất. Nghe chưa? Chống nước IPX5 để đi mưa biết thoải mái anh em nhé. Bên dưới này là Custom Expression with SoundCore App. Anh em mình vào app của thằng Sao ở trên điện thoại, ví dụ như App Store thì sẽ tải iPhone sẽ tải từ App Store, còn Android sẽ tải từ Google Play. Em tải về thì sẽ tùy chỉnh được các cái chế độ cảm ứng ở trên tai nghe, ngoài ra thì tùy chỉnh được các cái chế độ equalizer anh em nhá. Đấy, thì đấy là cơ bản thông số con này. Và phía sau đít anh em mình sẽ nhìn thấy là các cái tiêu chuẩn này. Đấy, của các châu Âu này, châu Á, Mỹ và cả của Nhật nữa anh em nhá. Đều tích hợp hết ở đây. Anh em thấy không? Các tiêu chuẩn toàn những tiêu chuẩn cao cấp thôi. Và con này nó vẫn sẽ made in China anh em nhé, tại vì nó là dòng đời cao chơi Bluetooth nên chắc chắn nó sẽ made in China. Đấy, còn hàng thì mình sẽ cam kết với anh em là hàng chuẩn mình mua từ Amazon của Mỹ về anh em nhé. Ok chưa? Mở ra đây anh em sẽ thấy nhá, bên trong này thì nó sẽ bao gồm một quyển sách hướng dẫn sử dụng đầu tiên này. Đấy, tiếp đến là hai bộ núm tai phù hợp cho những anh em nào mà có lỗ tai bé, lỗ tai quá to thì phải sử dụng thay bộ núm mới anh em nhé, thay bộ núm này vào. Dây sạc này anh em nhé, dây sạc zin, một đầu tai C, một đầu USB, được chưa? Và đây là con tai nghe của anh em mình, hàng nó sẽ nguyên siêu như thế này, được chưa anh em? Hàng nguyên siêu và màu đen thì đợt này rất là hiếm trên thị trường anh em ạ. Trên thị trường bây giờ bên kia cũng thế, còn toàn màu trắng thôi. Giá màu đen về đợt này rất là cao, nhưng mình vẫn sẽ giữ mức giá ổn định cho anh em. Đây, dây tai nghe anh em nhé, đấy logo Sao trên tai nghe, logo Sao. Tất cả thông số được in hết mặt sau này anh em nhé, mặt sau này, được chưa? Khi anh em mình mở tai nghe lên anh em thấy không? Mở hộp lên nhá, thì sẽ bên dưới này là tai nghe. Hàng mới nó vẫn còn nguyên siêu này, siêu dán này. Đấy, siêu dán này để nó ngăn cho cái tai này nó không dính một cái pin sạc kia. Củ tai nghe thì được thiết kế theo thiết kế công thái học anh em nhá. Anh em mình đeo vào tai thì gần như là không cảm giác gì trên tai luôn. Nó đeo nó cực kỳ dễ chịu anh em ạ. Nhất là đến từ cả cái phần núm cao su này, nó cực kỳ dễ chịu anh em nhá. Đeo vào thì hàng xóm đánh cãi chửi nhau, đến gọi là vợ nó mắng mình cũng quên luôn anh em ạ. Không có cái gì cả, gọi là anh em mình đeo vào nó lọc toàn bộ tiếng bên ngoài luôn, sạch sẽ luôn anh em nhá. Cái phần màng này thì cũng con này sử dụng màng gọi là màng carbon anh em nhá. Màng carbon ở bên trong nó có phần vây định hướng. Đấy, vây định hướng anh em nhá, rất là trâu bò luôn. Các phần cảm ứng con này sẽ ở trên thân tai bên này. Đấy. Và quan trọng nhất là cái mức giá con này anh em nhá,
rất là tốt, vẫn giữ mức giá cũ 1.150.000, mặc dù đợt này mình về cước tăng anh em nhé, cước tăng mất gần 100.000 trên một chiếc. Đấy, vẫn là 1.150.000 cho một chiếc này. Với cho anh em, mình về được hai chiếc anh em nhé, hai chiếc. Có một ông anh Hà Nội vừa chốt một cái rồi thì chỉ còn một thôi. Đấy, 1.150.000. Và tiếp đến đây thì sẽ là một con tai nghe nữa này. Con này thì xin thưa với anh em, nó là một cái tai nghe Beats anh em nhé. Con Beats màu trắng này khá là hiếm khi thấy anh em ạ. Dòng này nó là dòng Beats Flex. Nó là một trong số những con tai nghe mà được anh em trẻ rất là thích, tại vì chất bát của Beats anh em biết rồi đúng không? Cứ nhìn thấy cái logo chữ bờ phía trên tai nghe này là đã biết là đẳng cấp rồi đúng không? Thì giới thiệu với anh em là con tai nghe này thì nó sản xuất ra, nó phục vụ cho bọn iPhone. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì nó được trang bị con chip W1 anh em nhé, là chính là cái chip ở trên AirPods của thằng Apple nó vẫn đang sử dụng đấy. Thì nó được trang bị trên con này luôn. Thế khi anh em mình bật nguồn con này phát thì iPhone nó sẽ hỏi luôn cho anh em là có phải gọi là tai nghe Beats Flex của bạn không. Đấy, mình chỉ bấm OK trên điện thoại phát là nó tự động sẽ kết nối luôn. Vậy chưa? Con này sẽ sử dụng chân sạc Type-C này. Đấy. Ngoài ra thì cái mic này của nó đàm thoại cực kỳ nét anh em nhé. Các cụm phím điều hướng ở hết bên này, bo mạch chủ bên này. Con này sử dụng Bluetooth là version 5.0 anh em nhé. Chất âm bắt cực căng luôn. Bên này thì sẽ là cái cụm pin anh em nhé. Pin nó sẽ được tích hợp bên này. Và pin con này thì nó sẽ mình được trang bị một con pin mà anh em mình sử dụng liên tục được 10 tiếng anh em nhé. 10 tiếng liên tục, tức là một ngày anh em mình nghe một tiếng thì sẽ nghe sẽ được khoảng tầm 10 ngày mới hết pin. Củ Hausen nó đây. Đấy, có thụt hơi phía bên trên này nên anh em mình mặc dù con núm cao su nhưng nghe rất thoáng tai ở con này. Chất âm của Beats thì mình không bàn nhiều, nó quá hay rồi, không phải bàn nhiều nữa, không phải giới thiệu nhiều về âm Beats nữa. Anh em nào đã chơi đồ Beats sẽ biết anh em nhé, chuẩn chất âm của Mỹ ra cực kỳ hay. Bây giờ mình sẽ thử kết nối xem nhé. Sơn có máy điện thoại không? Đây, khi mà anh em mình bật nguồn lên nhá, đây đặt gần điện thoại Sơn anh em nhìn xem này. Và trước khi mình ấy thì mình xin báo giá con này nhá. Con này giá sẽ là một củ trò à, một triệu mốt anh em, xin lỗi anh em, 1.1.000. Đây mình sẽ bật nút nguồn đây này. Điện thoại Sơn này. Em giữ nhá. Đấy. Nhà anh em thấy không? Nó sẽ hỏi luôn, anh em thấy không? Bấm kết nối phát là kết nối luôn. Bên trên nó hiện toàn bộ thông số như anh em mình dùng AirPods luôn, anh em ạ. Đấy. Anh em mình chọn chờ nó đang kết nối nhá. Nó sẽ hỏi đây, tiếp tục này, báo vào phần trăm pin này. Anh em vào cài đặt thì nó sẽ ở trong này luôn. Đây. Beats Flex anh em nhá. Mình đặt tên là Beats Flex Audio 89 này, về anh em đổi tên thoải mái nhá. Ví dụ như Beats Flex của anh Sơn Dai Cù anh em nhé, Sơn Dai Cù thì anh em biết rồi đấy đúng không? Và thì anh em có thể đổi tên này, tên kiểu máy này, số series này, phiên bản này, đây nó báo cả gói bảo hành luôn trên này anh em thấy không? Đấy, về rồi nhá. Hôm nào mà có chị em nào mà chẳng may mua tai nghe này, mình sẽ đổi tên này Beats Flex của anh Tuấn Bư Cụ anh em nhé. Tôi nói vui vậy thôi anh em nhé. Giá hiện tại là 1.100.000 anh em ạ. Ok chưa? Rồi. Và tiếp đến đây thì sẽ là đến cái con loa của thằng Bow anh em nhé. Nhiều anh em nói mình về phát âm từ bốt với từ Bow quá. Mình hay gọi là từ bót anh em ạ. Mình gọi là người thuần Việt. Anh em nhiều tuổi cũng hay gọi là bót, tại vì mình cứ thấy đọc ở đây là chữ BOS thì mình cứ đọc là bót thôi, đúng không? Chứ thật ra thì các anh em thắc mắc là đúng thôi. Loa này thì chính thức của nó gọi là loa Bow anh em nhé. Một trong số những cái thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ rồi, không phải bàn nhiều. Nó là hình thành lâu đời và ăn vào tiềm thức của anh em rất là nhiều rồi. Từ những cái mã loa hát karaoke của thằng Mỹ đến những mã nghe nhạc về của thằng Bow thì nó quá nổi tiếng rồi, không phải bàn. Nhưng mà loa vi tính thì ở Việt Nam sẽ rất là ít anh em nhé. Ít người được chơi những cái mã này. Và đây là Compilation 1 anh em nhé. Một trong số những con loa bây giờ giá rất là tốt rồi. Đây, cấu hình con này thì sẽ bao gồm một cục súp bát anh em nhé. Một cục con này thì sẽ gọi là cục súp bát, tại vì nó định hướng đằng trước này, nó phả ra mặt trước thì anh em mình có thể đánh giá là nó vừa sử dụng để làm âm bát. Và cái thùng nó rất là to, nó sẽ đánh âm xuống và nó sẽ tạo lên cả một cái âm súp cho anh em mình nữa. Thế này anh em mình hay gọi con này là con súp bát. Đấy, hai con loa lời anh em nhé, hai con loa lời. Và phần lời của Bow nó đánh tiếng rất là hay anh em ạ. Nó lên phần cao, nó không hề bị xé tiếng rất là hay anh em nhé. Và nó để theo cái thiết kế như thế này thì anh em mình hoàn toàn để như này rất là đẹp, đúng không? Có định hướng rồi anh em nhé, có định hướng rồi. Và dòng này là chuyên sản xuất phục vụ anh em mình chơi vi tính anh em ạ, chơi loa vi tính anh em nhé. Hoặc là trong phòng ngủ anh em mình có thể cắm vào tivi anh em mình chơi trực tiếp luôn. Đấy, con này nó sẽ có cái cụm điều khiển ở đây anh em nhé, cụm điều khiển ở đây. Với cái anh em mình xoay volume thì sẽ xoay vành tròn xung quanh này. Đấy, và cái nút ở giữa này sẽ là nút cảm ứng em nhé. Khi em bật nguồn này, đấy, anh em mình chạm vào đây phát nó bật lên là đèn xanh này, chạm đây phát là thành đèn đỏ thì nó sẽ tắt nguồn anh em nhé, chạm phát đèn xanh. Thấy chưa? Đấy là phần cảm ứng phía sau này. Tất cả các cổng phía sau này anh em nhé. Đây, Bow Completion 3 anh em nhé. Multimedia.
speaker system. Con này thì nó sẽ là combination 3 để phục vụ anh em mình, tức là 3 series 1 anh em nhá. Đấy, chứ không phải là combination 1, xin lỗi anh em. Đấy, loa bên trái, loa bên phải này sẽ kết nối bằng cáp hoa sen này. Đằng sau sẽ có cái cần này, anh em chỉnh bát anh em nhá. Chỉnh bát anh em chỉnh bắc căng hay không ở phía sau này. Đây là cái cần, cái núm anh em mình chỉnh cái cổng điều khiển anh em ạ. Chỉnh cổng điều khiển anh em nhá. Đây. Chỉnh cổng điều khiển, xin lỗi anh em nhá. Đây cổng điều khiển này. Đây sẽ là cái lỗ cắm 3.5, dây này dây zin tất anh em nhá, dây 3.5 xịn luôn này. Đây sẽ cắm, mình đang cắm vào cục Bluetooth này. Và bên dưới này thì sẽ là cắm nguồn số 8, sẽ tích hợp một cái nút bật nguồn cứng ở đây ở phía sau. Ok chưa? Đấy. Và cái bộ phận này là bộ phận tản nhiệt này, anh em mình sẽ có một con loa vi tính đánh cực kỳ căng anh em nhá. Đánh rất là căng với cái chất âm đúng của thằng châu Âu luôn. À đúng của thằng Mỹ luôn, xin lỗi anh em. Châu Âu với Mỹ là hai bên khác nhau. Đây, thì mình hiện tại mình đang cắm vào cái cục Bluetooth này anh em nhá. Đấy. Và hiện tại giá của con này thì mình đang để cho anh em cái mức giá cực kỳ tốt anh em ạ. Con này mình đang để cho anh em giá chỉ có 3.300.000 anh em nhá. 3.300.000 cho mã này anh em ạ. Giá gọi là siêu tốt ở mã này. Ngày xưa những con này nó phải tầm gần 5 củ, nhưng bây giờ thì nó rẻ hơn. Và giá xuất xưởng con này rất là cao. Con này bán mới như ngày xưa nó rơi vào khoảng tầm gần 20 củ cơ. Bây giờ thì rẻ rồi anh em nhá, 3.300.000. Đấy. Anh em nào lấy thêm cục Bluetooth 5.0 thì sẽ thêm 200.000 giúp mình anh em nhá, là 3.500.000. Và mình xin phép giới thiệu về cục Bluetooth này. Thì cục Bluetooth này là cái hàng độc quyền của Audio 89 và xin thưa với anh em. Con này là hàng mình đặt bên xưởng Trung Quốc nó làm anh em nhá. Em lưu ý một chút, hàng mình đặt tất cả các linh kiện này là mình tuyển chọn tất ở phía bên trong. Thì con này nó sẽ được trang bị một cái con chip Bluetooth 5.0, được tích hợp toàn bộ công nghệ thằng Qualcomm ở trong này, chống sôi ù, chống nhiễu, chống các kiểu ở trên con này. Ngoài ra thì mình hỗ trợ thêm một vài linh kiện để làm cái phần tiếng nó dày hơn anh em nhé. Khi anh em mình đừng thắc mắc là tại sao khi mà cắm Bluetooth nó lại chất âm nhiều lúc nghe nó còn hay hơn anh em cắm trực tiếp điện thoại vào. Tại vì con này mình đã có mạch, một cái mạch rè nhỏ rồi anh em nhé, thế là chất âm rất là căng. Và cái hộp này thì cái hộp này nhiều lúc là cái hộp ở bên xưởng Trung Quốc nó còn tồn anh em ạ. Đấy, mình đã sử dụng cái hộp này của nó để mình đóng cái mạch của mình luôn. Thì bên kho Trung Quốc nó đóng cái hộp này thì gần như là nó tặng mình miễn phí, nên là có những cái hộp mà nó có vết sứt xước anh em nhá. Thế cái đấy thì không thể tránh khỏi được anh em ạ, tại vì cái đồ gia công của thằng tàu thì anh em biết rồi, đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất cái mạch bên trong thì mình đặt hàng nó làm rất là nét anh em nhá. Tiêu chuẩn của mình rất là cao. Thế nên là anh em yên tâm là khi anh em mua con này của mình rất là ngon. Kết nối được khoảng cách được khoảng tầm chục mét anh em nhá, khoảng cách xa chục mét. Không sôi ù gì hết. Và quan trọng nhất là mức giá của nó chỉ có 200.000 cho một cục thôi anh em ạ. 200.000 một cục này. Đấy. Anh em về chỉ việc cắm cổng 3.5 vào đây và cấp cái nguồn 5V cho nó, thế là xong anh em nhá. Cấp nguồn 5V cho nó xong. Và mình bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm cho anh em luôn. Ok chưa? Đấy, thế mới uy tín đúng không? Đấy, con này là 3.300.000 anh em nhá. Bluetooth thì là 200.000. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn. Đây, đang bắt Bluetooth với con này. Siêu phẩm disco đây. Con này mà để phòng khoảng tầm 20m2 trở về này đẳng cấp luôn. Để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Loa hồng sâu đây mấy em. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được. Loa hồng rất sâu anh em nhé. Hồng rất sâu luôn. Khe này là khe thụt hơi này, em nhìn này, khe thụt hơi của nó nhá. Nói như chị em thêm đau cùng nhau. Tình đã lỡ tim anh như đang phớ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau. Cầu mong gió mau quên đi gì tan xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều. Tình đã hết có mấy tiếc đuối cũng như không. Thì anh xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa. Ok chưa anh em? Một cái mã rất ngon, chuẩn Mỹ. Giá hiện tại chỉ có 3.300.000. Và anh em nào mà để trong những cái phòng diện tích khoảng tầm 20m2 thì mình nghĩ là tối con nhà bà yêu luôn anh em ạ. Nghe đẳng cấp luôn anh em nhá. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là cái mã dàn số 02. Và xin thưa với anh em, cũng lâu lắm rồi mình mới bắt gặp một cái mã này về, tiếp tục về hàng.
Con này nó chính là con Onkyo NX10, nhưng mà bản nâng cấp của NX10 chính là NX10A anh em nhá. Nó là một trong số những con hiếm hoi máy nằm anh em ạ, máy nằm mà theo form cao cấp lại chơi ổ cứng em nhá, chơi ổ cứng. Con này xin thưa với anh em được trang bị ổ cứng 250GB. Tức là anh em mình hoàn toàn lưu được khoảng tầm vài trăm cái đĩa anh em ạ. Anh em mình mượn cái đĩa gốc về bấm chép sang anh em nhá. Anh em mình lưu được. Ok chưa? Chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy nhá, nó có con màn hình rất là đẹp anh em nhìn này. Cái màn hình của nó là màn hình LCD rất là to và rất là mịn anh em nhá. Nhiều anh em hỏi nó có phát được video không thì không anh em nhá. Không phát được video trên này. Nhưng mà bù lại anh em xem này, các cái chế độ tùy chọn anh em nhé. Anh em toàn bộ chọn này, chơi đĩa CD này, đấy, chơi USB này, ok chưa anh em, đấy. Tiếp đến là chơi tuner này, kết nối line in mặt trước này, đấy, kết nối line in mặt sau này, ok chưa. Hỗ trợ setup này, cài đặt giờ, timer này, anime music này, nghe nhạc mạng này anh em nhé. Nghe nhạc mạng chắc mình nghĩ chỉ sử dụng bên Nhật thôi. Và chế độ HDD là chế độ ổ cứng anh em nhé. Ok chưa? Rất là nhiều tùy chọn cho anh em mình về tùy chọn sử dụng luôn. Đấy, và anh em mình vào setting thì như mình nhớ là con này có thể chỉnh được rất nhiều cái chế độ linh tinh ở trong đấy anh em ạ. Nói chung con này rất nhiều chế độ chỉnh anh em nhé. Và như anh em nhìn thấy nhá, thì đây, con này CD của nó đọc cực kỳ ngon anh em ạ. CD con này thì dùng cái dòng mắt Sanier, à dòng mắt Tech chứ gì anh em nhé. Con này sử dụng dòng mắt Tech anh em ạ. Đấy, dòng Tech mà anh em biết những con đầu CD của Tech nó đẳng cấp như nào rồi thì con này cũng như vậy anh em nhé, rất là ok. Tiếp đến là được trang bị công nghệ VL Digital vẫn được giữ trên con này này, Vector Line này, Spring Circuit anh em nhé, tức là lọc nhiễu bằng vector anh em thấy không. Đấy, VL ở đây nó viết rõ này, Grassy này, Anime Music này, nghe chưa. Và cổng USB phục vụ anh em cắm nhạc USB vào nghe anh em nhé, tiện chưa. Kết nối điện thoại máy tính TV đầy đủ trên mã này, và mã này bánh rất là hay anh em ạ. Nếu riêng những cái mã đầu cao cấp này của thằng Onkyo thì cái mã ổ cứng, kể cả những cái máy ổ cứng mà cỏ thôi, thuộc dòng cỏ thôi, nó đánh cũng đã đẳng cấp rồi anh em nhá. Và con này thì anh em mình đã biết là khi mà anh em mình nó sản xuất ổ cứng thì nó cạnh tranh trực tiếp với những cái mã ổ cứng của thằng Sony anh em nhá. Con này thì nó VIP luôn anh em ạ. Sony gọi là không có tuổi luôn. Đấy. Cấu hình loa thì sao? Loa con này thì được trang bị một con loa bass đường kính là 12 cm anh em nhá. Gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp này, anh em nhìn này. Cái màng ở bên trong của nó sẽ là màng sợi keva, dấu núm anh em nhé, không có tí núm nào luôn, mỏng dính luôn anh em ạ. Đấy, đây anh em nhìn này, trắng như kiểu là ngọc trinh luôn, ok chưa. Đấy, không có núm. Củ từ thì cực kỳ to, to đúng bằng gần bằng lòng bàn tay luôn. Bên trên này thì vẫn là con chép đôm, dòng đôm mũi đạn cao cấp của thằng Onkyo. Chất âm thì đôm mũi đạn nó là đôm kép anh em ạ, và nó sản xuất ra để phục vụ cho những bộ dàn cao cấp. Đây này anh em mình không bao giờ phải nghĩ về phần lời của Onkyo, để phần lời của nó quá hay anh em nhá. Bên dưới này sẽ là cái thụt hơi xẻ rãnh mặt trước. Và thằng Onkyo nó là một trong số những cái hãng gọi là đi tiên phong về làm thụt hơi xẻ rãnh anh em ạ. Riêng thụt hơi xẻ rãnh mặt trước thì hình như thằng Onkyo đăng ký độc quyền rồi phải. Không có một hãng nào làm được cái thụt hơi mặt trước này nữa anh em nhá. Tại vì thằng Onkyo đăng ký bản quyền con này rồi nên chỉ có Onkyo thụt hơi xẻ rãnh thôi. Bên trong nó sẽ có một thùng ma trận, nó hướng xuống dưới anh em nhá, và nó đẩy ra mặt trước này. Nên anh em mình sẽ nghe chất bát như có súp luôn. Nó đánh rất là đầm tiếng anh em nhá. Rất là đầm tiếng. Rồi. Phía sau tổng thể rất đẹp anh em nhá. Công suất của loa thì như anh em nhìn thấy đây, công suất là 70W và trở kháng là 4 ohm, một cặp nó sẽ là 140W anh em nhé. Chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 40m2 trở về, và với những cặp loa trở kháng 4 ohm mới đánh cực kỳ hay. Những cái giải âm rất thấp nó cũng có thể lên được cho anh em nhé. Tiếp đến ở đây thì công suất của cục dàn thì rất là lớn này, 70W này, điện nguyên bản 100V và con này đời cao sẽ made in Malaysia anh em nhé. Tiếp đến ở bên này anh em sẽ nhìn thấy này, Ethernet là cổng kết nối mạng này, để nghe nhạc mạng này. Tiếp đến là video này, xuất video out này. Bên trên này thì sẽ là hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm anh em ạ, full giải trở kháng luôn. Kẹp anten FM phục nghe đài. Các cái đường kết nối line in loud đầy đủ anh em nhé, không thiếu bất kỳ một cổng nào ở trên con này hết. Đấy. Thì đây là một cái lựa chọn mình nghĩ là cũng rất ok cho anh em ạ. Nếu mà như anh em nào mà yêu thích cái chất âm của Onkyo mà cần một bộ dàn cao cấp, mà thích chơi đĩa CD anh em ạ, mà muốn bảo tồn CD lâu dài thì anh em mình có thể mượn những CD gốc về anh em mình chép thẳng ổ cứng luôn anh em nhé. Con này nó hỗ trợ này CD building này anh em nhé, rec tức là ghi bằng một nút anh em nhé, ghi đĩa bằng một ghi vào ổ cứng bằng một nút nhấn anh em mình, rất là tiện anh em ạ. Mà khi nghe ổ cứng rồi thì không có cái tình trạng gọi là vấp đĩa vấp điếc rồi anh em ạ, bỏ qua luôn anh em nhé, bền vĩnh viễn với thời gian luôn. Mà một anh em mình đến yêu thích được khoảng tầm được 20 CD, chứ yêu thích nhiều đâu, thậm chí là nhiều anh em cả đời nghe được khoảng tầm 50 cái CD, đúng không, ít lắm anh em ạ. Anh em mà đã sưu tầm được nhạc ngon thì nói chung là những cái đĩa anh em hay nghe nó tỷ lệ, mình nghĩ là tỷ lệ những cái bài hay nghe nó rất là ít, chứ không phải nhiều. Anh em cũng nghĩ là thế giới nó rất nhiều bài hát nghe sao hết, nhưng bản chất anh em mình nghe nhạc chỉ nghe một số rất nhỏ thôi anh em nhé, nó theo gu của anh em mình rồi, ok chưa.
Mà giá hiện tại con này thì mình xin phép để cho anh em giá chỉ có 4.500.000 anh em nhé. 4.500.000 cho Onkyo NX10A. Với chưa? Mình sẽ play thử nhạc cho em nghe chất âm này nhá. Đây. CD này đọc cực kỳ ngon anh em nhé. Thành đô em gửi đi qua miền rừng cao nguyên về anh. Cao nguyên có còn lành vào hồn, thông reo có còn nhà nhà buồn, bên rừng bên suối bên hồ. Đô thành còn vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ. Ok chưa anh em? Đấy, một bộ dàn rất nét, giá chỉ có 4.500.000 anh em nhé, giá tốt. Rồi tiếp đến bên này thì sẽ là mã dàn số 03, và xin thưa với anh em đây là một mã đời cao của Kenwood anh em nhé. Con này chính là con Kenwood K505. Đấy, nó là một trong số những cái mã gọi đời rất cao của Kenwood, chơi bluetooth luôn anh em nhé. Chi tiết về bộ dàn này thì mình xin giới thiệu như sau: kế thừa toàn bộ những cái ngon của những cái con dàn trước anh em ạ. Con này thì nó cao cấp, đời cao hơn cả K521 và K531 anh em nhé. Nó là những cái mã đời sau, nên anh em sẽ nhìn thấy thiết kế của nó có phần thay đổi một chút anh em nhé. Có phần thiết kế thay đổi một chút. Và khi mà con này ra đời thì thằng Kenwood nó đã bị thằng GVC mua lại rồi anh em ạ. Thằng Kenwood nó về tất thằng GVC rồi anh em nhé. Nên tí quay phía sau anh em sẽ thấy là cái mã này nó sẽ là GVC Kenwood Combination. Đấy. Và thằng GVC thì nó vẫn để cho thằng Kenwood giữ lại những cái nét riêng của Kenwood anh em nhé, khi mà đã rời về GVC rồi. Và hiện tại bây giờ GVC nó chính là một cái thương hiệu sản xuất đồ âm thanh lớn nhất tại Nhật Bản anh em nhé, không một thằng nào to hơn đâu. Nhiều anh em cứ bảo thằng này to thằng kia to, nhưng thực tế ra thằng GVC là to nhất anh em nhé. Nó thâu tóm gần như là rất nhiều những cái thương hiệu âm thanh khác về với nó rồi anh em ạ. Rồi, chi tiết về con này anh em sẽ nhìn thấy thiết kế mặt của nó sẽ khác thằng Kenwood ngày xưa một chút, là mặt nó sẽ thể hiện sự cân đối hơn anh em nhé. Màn hình thì sáng đẹp này. Đấy, logo trên Kenwood trên này này, logo Bluetooth ở đây này. Đấy, các cái phần phím ở đây anh em nhé, rất gọn gàng và có cái độ gọi là đối xứng. Con này sẽ có cái USB ở mặt trước để phục vụ em nghe nhạc từ USB, rất ok đúng không? Chơi nhạc từ CD, và CD con này thì đọc nét căng luôn anh em ạ, rất là nét ở trên CD con này. Tiếp đến bên trên này anh em mình sẽ nhìn thấy công nghệ kết nối gọi là NFC, kết nối một chạm anh em nhé. Anh em mình có thể chạm vào phát là kết nối. Ok chưa? Ngoài ra thì kết nối Bluetooth đã có rồi, kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ trên mã này anh em nhá. Con này sẽ sử dụng nguồn xung và cái chất âm nó đánh khá là căng, cục dàn thì sẽ nhẹ hơn những cục dàn sử dụng nguồn bass áp nhiều, nhưng mà đánh vẫn rất căng anh em nhá. Cục dàn này chơi nguồn xung nó sẽ đánh và được những cái cặp loa bass 20 25 cm thoải mái với cái cục dàn này, đánh rất ok luôn. Về cấu hình loa thì sao? Loa con này thì vẫn giữ lại được những cái cốt lõi của những cái cặp loa như K521, K531, thiết kế vẫn là form cũ anh em nhá. Đây, toàn bộ là sẽ là vuông bán hết anh em nhé, vuông thành sắc cạnh tất, tại vì form này nó quá đẹp anh em, nó giữ được rất nhiều mã anh em nhé. Vuông hết anh em nhé. Loa thì sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 12 cm, gần là gần mid bass cao cấp anh em nhé. Dòng mid bass béo này thì nó mình nghĩ là khó có một cái con nào mà đánh vừa giải bass tốt mà vừa giải mid tốt như con bass này được anh em ạ, nó lên rất là tốt tiếng. Tiếp đến là cái phần màng loa, thì loa con này nó được trang bị màng carbon anh em nhé. Núm thì sẽ là núm ngọc trinh, đúm lụa ngọc trinh anh em nhìn này. Đấy, ấn vào phát nó trở về hình dạng ban đầu luôn anh em thấy không? Không bao giờ bị móp đúm cho anh em nhá. Móp xong lại về hình dạng ban đầu. Nói chung là thiết kế con đúm này là đúm được nâng cấp rồi, cao cấp anh em nhá. Không bao giờ sợ móp. Bên trên này thì sẽ là con đôm, dòng đôm 8 feet cao cấp của thằng Kenwood. Con đôm này được duy trì trên rất nhiều mã dàn anh em ạ, và mã này cũng là một trong số những mã mà nó đang duy trì anh em nhá. Cọc loa, cọc dây căng thì toàn bộ là cọc kim loại chứ không phải cọc nhựa nữa, nên là chả bao giờ gặp cái tình trạng con này bị gãy cọc căng hết anh em ạ. Phía sau đây,
Công suất của loa sẽ là 40W và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 80W và anh em hoàn toàn chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 với bộ này anh em nhá. Mình nghĩ là con này thì nó đời cao. Anh em giới trẻ rất là thích tại vì biên độ dao động của màng loa rất là lớn anh em nhá. Thế nào? 4 ohm mà nó đánh những cái bài nhạc trẻ, nó đánh rất là sâu tiếng, kể cả những cái bài nhạc mạnh của anh em mà chơi vào con này nó đánh cực kỳ ngon luôn. Dây nguồn thì cực kỳ to anh em ạ, to như dây máy bơm luôn. Công suất con này thì sẽ là 26W điện nguyên bản 100V anh em nhá, K505. Bây giờ đát con này sẽ là 2015, đời rất là mới. Hỗ trợ kẹp loa, hỗ trợ trở kháng từ 4 đến 16 ohm là phun giải trở kháng cho anh em, đúng không? Bên này sẽ là kết nối thiết bị bên ngoài qua AUX này. Kẹp antenna FM để phục vụ nghe đài. Và cái mã này sẽ có thụt hơi phía sau anh em nhá. Đấy, anh em nào mà muốn nhiều bát thì nhớ để gần tường. Còn ít bát thì nhớ để xa tường ra là nó sẽ ít bát hơn. Nghe chưa anh em? Đấy. Và cái mã này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại mã Kenwood K505 mình đang để cho anh em giá là 4.800.000 anh em nhá. 4.800.000 cho một mã Kenwood chơi Bluetooth. Nghe chưa? Play thử nhạc cho anh em nghe chất âm này nhá. Đây. Nói anh em để lâu con này nó có chế độ ngủ nhá, khi không sử dụng thì nó sẽ tự động nó tắt đi anh em ạ, để tiết kiệm điện. Và mắt con này này anh em nhìn này, nó lên bài nó zip nhá, zip vào bài luôn. Mắt con này thì thường là những cái dòng mắt Kenwood của những con này nó rất là ngon. Đấy anh em thấy không? Play này. Chơi được mà nhất là quan trọng nhất nó có chơi Bluetooth. Anh em mình phục vụ giới trẻ thì giới trẻ nó rất thích những bộ dàn như này anh em nhá. Giá hiện tại chỉ có 4.800.000. Và tiếp đến cái mã dàn cuối cùng ngày hôm nay chính là con bỏ sót của ngày hôm qua, chính là cái mã Victor W7 DVD mà rất lâu rồi mới về được hàng anh em nhá. Con này xin thưa với anh em, nó là một trong số gọi là máy cỏ thì cũng không đúng, tại vì đây là một trong số những mã cao cấp của đồng Onkyo, của đồng Victor thì đúng hơn. Con này được trang bị một cặp loa 3 đường tiếng anh em nhá. Anh em nhìn này. Đấy. Hình thức con này cũng khá là ok, nét luôn. Đấy. Chức năng con này sẽ bao gồm, đầu tiên là nó trang bị một con loa bass đường kính sẽ là 11cm, gân cao su zin anh em nhé. Màng sẽ là màng carbon ngọc trai, núm là núm carbon. Bên trên này sẽ là con chung giấy và bên trên cùng này sẽ là con chép đôm anh em nhé. Với con loa 3 đường tiếng này thì anh em đoán em chất âm nó có hay không? Đoán thôi anh em nhé. Mình nghĩ là nó cũng khó có thể chê được, tại vì con này nó chơi tối ưu phòng diện tích khoảng tầm 30m2 trở về thôi, nhưng độ chi tiết nó rất là cao anh em nhé. Chức năng con này sẽ bao gồm này, đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy cassette bên trên này, thường thì cassette này nó sẽ chạy anh em nhá. Tiếp đến là hai hộp MD này. Đấy. Chơi CD, DVD tất cả các kiểu ở trên con này đều ok hết anh em nhá. VCD chơi tuốt được chưa? Đấy. Tiếp đến là công nghệ DTS được trang bị cho con này, Dolby Digital được trang bị cho con này. Compulink là cái cổng kết nối máy tính nhận làm sao cạc rời đây, hỗ trợ anh em nhá. Cắm máy tính nhận làm sao cạc rời và anh em mình sẽ có một bộ dàn để mặt bàn máy tính đánh rất hay cho anh em. Nghe chưa? FM những mã Victor thì đều đủ 108, anh em mình hoàn toàn là có thể chơi đủ gọi là đài của Việt Nam luôn. Đấy, những mã khác thì có thể là có 90 nhưng mà riêng Victor nó sẽ đủ 108 cho anh em nhá. Chơi full đài Việt Nam, anh em hoàn toàn về có thể chỉnh cái màu này anh em nhá, màu đèn anh em mình chỉnh được, tùy chỉnh được. Đấy. Và với những cái mã như này mình sẽ bao cho anh em, thứ nhất là kết nối điện thoại máy tính tivi tốt. Thứ hai là chạy đĩa CD các thứ là ngon lành anh em nhá. Ngoài ra con này mình quên mất chưa giới thiệu một chức năng, đấy chính là chức năng giải mã chuẩn 24 bit ở trên con này anh em ạ. Giải mã 24 bit của Victor thì không
có điểm chê gì hết anh em nhé. Mình không chê bất kể kỳ gọi là giải mã của bất kỳ một cái thương hiệu nào hết. Tại vì khi mà mình bán ấy đều là giải mã chuẩn của thằng Nhật rồi thì nói chung chất tiếng nó rất là ngon. Bát mít chép tách bạch có một vài cái mã nó nhỉnh hơn thì nó nhỉnh hơn, ví dụ như một con được 8 thì một con kia nó được 10 thôi. Nó lệch nhau một tỷ số 20% thì gần như là với những anh em tai rất kén chọn mới cảm nhận được sự khác biệt anh em nhé. Hoặc là anh em mình xuất ra một bộ dàn to hơn mới cảm nhận được sự khác biệt về cái giải mã. Còn nếu mà anh em nghe dàn mini nhỏ thì mình nghĩ là nó gần tương tự như nhau. Cấu hình của loa thì sẽ được trang bị một con loa đường kính, à vừa nãy đọc đường kính rồi, công suất sẽ là 20W và trở kháng sẽ là 4 ohm. Đấy, cặp loa này sẽ chơi tốt ở phòng diện tích 30m² trở về thôi anh em nhé. Anh em lưu ý một chút như thế. Đấy, công suất của cục dàn thì tương đối lớn, 60W điện nguyên bản 100V. Đấy, hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm phun giải trở kháng, kẹp anten AM/FM phục vụ nghe đài. Đấy chưa? Ở phía sau dưới này này, kết nối thiết bị bên ngoài này, đúng không? Tiếp đến là ba đường xuất video này. Và đây sẽ là giải mã chuẩn PCM luôn anh em nhé, giải mã quang chuẩn PCM cho anh em. Đấy, có một đường tín hiệu quang vào và một đường tín hiệu quang ra. Và quan trọng nhất là mức giá con này rất là tốt. Hiện tại bộ này mình để cho anh em giá chỉ có 1.800.000 thôi anh em nhá. Chơi cực kỳ ngon và vẫn bảo hành trọn vẹn cho anh em 1 năm, nghe chưa? Đấy. Play thử nhạc cho anh em nghe chất âm này nhá. Đây. Đang chơi DVD anh em nhá. Lòng mình sáng bằng. Ok chưa anh em? Một bộ dàn nghe cực kỳ ok anh em nhá. Tiếng ông lập thọt, ông ấy dặn như kiểu là mình táo bón khoảng tầm 47-49 ngày ấy. Nghe lập thọt. Thì không hiểu sao rất nhiều anh em thích lập, thích quang lập. Mình không thích tại vì nó dặn nghe cũng đau đầu lắm. Mình thích như kiểu giọng Chế Linh cái thứ của Tuấn Vũ thứ nó có cái độ Chế Linh nó gằn riêng mà Tuấn Vũ thì nó có độ nghiến răng. Nói chung là còn cái giọng ông lập thọt này nó có cái độ dặn anh em ạ. Độ dặn nghe nó nhiều lúc. Ngày gọi là mình tâm trạng nghe cũng được, nhưng nhiều lúc mình đang vui vẻ nghe ông này nó cảm giác nó hơi gọi là tụt mốt. Nghe nó cứ kiểu là anh em mình phải lao ngay vào nhà vệ sinh chịu luôn. Ok chưa anh em? Rồi. Và ngày hôm nay thì mình lên sóng đến cái bộ này thôi. Giá hiện tại bây giờ là 1.800.000 cho bộ Victor này. Bên này sẽ là cái mã Kenwood K505 4.800.000. Đây sẽ là Onkyo NX10A giá 4.500.000. Và một con loa máy tính Bose anh em nhé, Combination 3 Series 1 giá là 3.300.000. Rồi video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Và xin chào anh em.